Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái tiện ích giúp chúng ta tính toán khối lượng nhanh hơn. Cái này thì đặc biệt là dành cho anh em kỹ sư xây dựng mà cần phải bóc tách tính toán khối lượng nhiều. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video. Ở đây thì mình đang có một cái bảng tính toán diễn giải chi tiết khối lượng. Và mình đã sẽ ví dụ cho chúng ta đó là cái công tác bê tông. Ở đây mình sẽ có một cái diễn giải của công tác bê tông móng đá 1-2 mác 300. Đó. Thì ở đây thì mình đã có cái bảng diễn giải chi tiết của từng cái móng. Ở đây nữa là cái móng của nhà xưởng này. Rồi. Thì từng cái móng này sau khi mà chúng ta đã lấy được số cấu kiện này, chiều dài, chiều rộng, chiều cao, hệ số, và đây là cái khối lượng của một cái dòng con này, và chúng ta có khối lượng tổng ở đây. Rồi. Khi mà chúng ta đã nhập được tất cả các cái móng này rồi, thì nếu mà để thông thường ấy, để tính ra cái khối lượng ván khuôn của cái móng này, thì chúng ta cũng sẽ dùng lại những cái dữ liệu này. Đó. Thì cái cách đầu tiên ấy, thì ở cái công tác ván khuôn, ví dụ như ở bên dưới này, thì chúng ta sẽ phải copy toàn bộ những cái dữ liệu mà chúng ta đã lấy được của phần bê tông. Sau đó thì chúng ta sẽ dán vào một bên dưới của cái phần ván khuôn. Và lúc đó sau khi dán xong ấy, mình ví dụ mình dán xong như này, thì chúng ta sẽ phải đổi lại công thức này. Đó. Đổi lại cái công thức của ván khuôn thì nó sẽ là mét vuông. Thì nó sẽ không thể nào mà dùng cái hàm product này được. Và thông thường thì là đơn vị tính của phần ván khuôn nó sẽ là 100 mét vuông. Vì vậy cái hệ số này chúng ta cũng sẽ phải sửa thành 0,01. Đó. Thì cái tiện ích hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm tự động các bước trên. Đó. Thì lát nữa thì mình sẽ đi chi tiết vào cái tiện ích. Ở đây có một cách thứ hai nữa, chúng ta sẽ không copy nữa mà chúng ta sẽ dùng cái cột phụ ở đây. Toàn bộ cái ô màu vàng này là các cái cột phụ. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng công thức của ván khuôn. Thì cái ván khuôn sẽ sử dụng là chiều dài nhân chiều rộng. Đó. Ở đây là công thức của ván khuôn. Thì cái cách này thì đang sử dụng là dùng cái cột phụ. Đó, thì chúng ta sẽ không phải copy những cái tên công tác và cái chiều rộng nữa. Và chúng ta ở bên dưới của cái dòng ván khuôn này. Ở đây, mình sẽ kéo xuống công tác ván khuôn nhé. Đây. Công tác ván khuôn móng thì chúng ta sẽ có một cột khối lượng là đây, cái diện tích là chúng ta sẽ link từ lên cái cột phụ kia. Đó, link lên cái cột phụ nằm ở chỗ này. Và ở đây chúng ta sẽ đặt hệ số là 0,01. Đó, và dùng hàm để nhân cái này nhân với 0,01. Đó, thì cái cách này thì nó cũng có cái hay. Đó là chúng ta sẽ không phải copy. Tuy nhiên thì mỗi lần đấy thì chúng ta vẫn phải insert một cái dòng này vào, và chúng ta vẫn phải lập công thức ở phía trên. Và cũng phải, khi mà chúng ta đã có một cái bảng tính nó rất dài như thế này rồi. Đó, thì khi mà chúng ta ví dụ bằng công thức ở đây, chúng ta sẽ phải cuộn lên rất là xa. Đó, cuộn lên trên này. Và chúng ta tìm đến cái khối lượng ván khuôn. Khối lượng ván khuôn đâu nhỉ? Đây, khối lượng ván khuôn của nó đây. Và chúng ta bằng vào đây. Đó, cũng rất là mất thời gian. Và nhiều khi chúng ta còn bằng nhầm sang chỗ khác cơ. Đó, thì cái tiện ích hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng như sau. Đầu tiên để tải về thì các bạn hãy vào cho mình cái trang web là hoangtuấn.net /s/121. Đó. Và chúng ta ấn Enter. Đây thì nó sẽ tự động chuyển đến một cái link tải của Google Drive. Và các bạn ấn tải xuống. Ở đây thì mình sẽ lưu nó vào cái mục download nhé. Rồi sau khi tải về thì chúng ta sẽ mở cái thư mục lên. Các bạn hãy ấn chuột phải và chọn Properties. Ở đây thì nó sẽ có một cái nút là Unblock. Thì chúng ta cần phải tích vào đây để có thể sử dụng được cái file này. Ở đây thì nó sẽ cảnh báo bảo mật ấy, bởi vì Win họ sẽ cảnh báo với những cái file mà mình tải về từ trên mạng. Thì nếu mình không Unblock ra thì sẽ không sử dụng được. Ok, chúng ta sẽ ấn OK. Rồi quay trở lại Excel.
các bạn hãy vào cho mình cái thẻ developer. Nếu mà các bạn chưa có cái thẻ developer ở trên cái thanh công cụ này thì chúng ta sẽ chuột phải vào cái mục home này đi. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cho mình cái customizer zip bông. Rồi và chúng ta sẽ thấy một cái thẻ developer ở bên này, lúc đấy nó sẽ chưa được tích vào đây. Thì các bạn sẽ tích vào cho mình và ấn ok. Lúc này thì chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ developer ở đây. Và các bạn hãy chuyển cho mình vào cái mục Excel Add-in. Một cửa sổ bật lên. Thì lúc này chúng ta sẽ ấn vào cái mục là Browser này. Thì mặc định là Excel nó sẽ có một cái thư mục chuyên để chứa các add-in. Đó, nó nằm ở trong cái thư mục này. Thì cái cách đơn giản nhất thì chúng ta sẽ copy cái add-in mà chúng ta vừa tải về cho vào đây. Đó, chúng ta sẽ vào cái thư mục download này. Đây là cái add-in mình vừa tải về nhé. Mình sẽ chọn copy. Quay trở lại Excel, mình sẽ dán nó vào đây. Rồi, ok. Đây là cách thứ nhất, cách này thì đơn giản hơn. Cách thứ hai là mình sẽ phải tìm đến cái thư mục chứa này. Xong mình cũng chọn vào đây. Nhưng mà cái cách này phức tạp hơn chút là thường thường cái thư mục download này của chúng ta sẽ Excel nó sẽ chặn, không cho chạy add-in ở đây, chúng ta phải thêm một cái bước nữa. Vì vậy thì để thông thường thì mình cứ copy vào cái thư mục add-in có sẵn của Excel thì nó sẽ mặc định là cho phép chạy. Rồi chúng ta sẽ ấn OK. Lúc này thì nó sẽ có thêm một cái mục add-in vào đây và chúng ta tiếp tục click OK. Sau khi click OK xong thì ở trên thanh menu của chúng ta sẽ có thêm một cái mục nữa là cái mục tính khối lượng. Đó. Chúng ta cùng click vào đây thì chúng ta sẽ thấy là nó có là phần này là công tác bê tông này và phần này là công tác xây. Thì ở đây nó sẽ có những cái mục, tức là ví dụ như từ công tác bê tông, đây là công tác bê tông của chúng ta này. Mình sẽ kéo lên công tác bê tông nhé. Ok, để sử dụng thì chúng ta sẽ làm các bước như sau. Đầu tiên thì các bạn nên nhóm các cái công tác này, những cái phần diễn giải này lại, group nó lại. Đó. Thì lúc này thì chúng ta chỉ nhìn thấy những cái đầu việc chính thôi. Bây giờ thì mình sẽ muốn lấy cái phần bê tông móng này, cái công tác số 2 này của phần bê tông. Và mình sẽ copy cái phần diễn giải của nó này xuống cái phần ván khuôn móng của nó ở bên dưới này. Đây, mình sẽ tô cái màu lại để cho chúng ta dễ nhìn nhé. Đó, mình sẽ muốn lấy cái diễn giải xuống đây. Và ở đây thì cái này coi như chúng ta chưa có này, mình sẽ xóa nó đi. Đó, lúc này là công tác số 2 nó đến công tác số 3 luôn. Bây giờ mình sẽ quay trở lại bên trên này. Chúng ta cũng tô màu cái công tác bê tông này lại. Ok. Bây giờ để thao tác thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn cho mình cái ô công tác bê tông này. Chúng ta sẽ chọn hết sang cái đến cái phần chi tiết này. Và kéo xuống đến cái công tác tiếp theo, đó là công tác số 3. Đó, lưu ý chúng ta sẽ lấy từ cái công tác, tên công tác này. Và đến hết cái cột diễn giải khối lượng chi tiết. Về cái chiều bên dưới này thì chúng ta kéo xuống cái công tác tiếp theo luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái mục tính khối lượng. Ở đây thì mình đang muốn lấy là ván khuôn của bê tông móng. Vì vậy mình sẽ click vào cái mục này. Cái mục này thì sẽ có ý nghĩa như sau. Ở đây chúng ta sẽ là đang từ công tác bê tông này mà dùng cho công tác ván khuôn móng thì chúng ta sẽ click mục này. Ở đây công tác bê tông của chúng ta sẽ có 8 mục. Nó sẽ tương ứng từ bê tông lót đến ván khuôn sàn. Ở đây mình sẽ click vào mục ván khuôn bê tông móng. Rồi, một cửa sổ sẽ được hiện ra và yêu cầu chúng ta nhập hệ số. Thì ở đây chúng ta sẽ lưu ý là cái phần công tác ván khuôn của chúng ta, cái đơn vị của nó là 100 m². Vì vậy mình sẽ phải nhập hệ số là 0.01 vào đây. Rồi, sau khi nhập hệ số xong thì chúng ta ấn OK. Lúc này thì một cửa sổ tiếp theo sẽ hiện lên và có tên là chọn ô tên công tác ván khuôn. Thì chúng ta chỉ việc chọn vào cái ô tên công tác ván khuôn tương ứng này. Rồi, và chúng ta ấn OK. Như vậy là đã xong. Lúc này thì toàn bộ cái diễn giải của phần bê tông móng ở trên đã được
copy và chèn xuống dưới cái tên công tác này. Và các bạn lưu ý, nó sẽ insert giữa công tác số 2 và số 3, thì chúng ta sẽ không bị mất dữ liệu ở cái phần dưới này. Dữ liệu phần dưới này vẫn được giữ nguyên. Ở đây thì cái cột hệ số đã được thêm vào là 0,01. Đó. Tất cả các cái công thức về số cấu kiện dài, rộng, cao thì sẽ được lấy từ nguyên bên trên kia xuống. Chúng ta sẽ kéo lên để so sánh nhé. Ở đây chúng ta sẽ có móng nhà xưởng, móng M1 này, 14, 2.4, 3.0. Mình sẽ kéo lên và mình sẽ mở cái này ra. Ở đây chúng ta sẽ có này, móng nhà xưởng M1 này, 14, 2.0, 3.0. Đó, đây là công tác bê tông nhé. Và hệ số ở bên ván khuôn đã được thay bằng 0,01. Rồi mình sẽ đóng cái này lại, kéo xuống bên dưới này. Và phần công thức chi tiết của từng ván khuôn đã được thay đổi như sau. Đây nó sẽ bằng số cấu kiện này. Đây, số cấu kiện này nhân với lại là cái dài cộng với rộng, dài cộng rộng nhân với 2 và nhân với chiều cao. Tiếp theo là nhân với cái hệ số 0,01. Đó. Lúc này thì chúng ta sẽ chỉ cần là sum lại cái phần này. Mình sẽ sum đến đây là xong. Đó. Một cái nữa, nếu mà chúng ta mà sử dụng cái tiện ích Builder TV thì ở đây mình cũng có một cái mục là cái tự động tính tổng này. Đó. Thì chúng ta có hai cái lựa chọn hàm sum hoặc hàm subtotal. Thì các bạn lúc đấy thì các bạn chỉ chọn ví dụ hàm sum này nhé. Lúc đấy mình sẽ chỉ cần chọn cái cột bên này. Đó. Vùng tham chiếu và chọn cái cột khối lượng tổng này thì nó cũng sẽ tự động sum cho chúng ta. Ok. Tương tự như vậy thì mình sẽ ẩn cái công tác ván khuôn này lại nhé. À, mình sẽ group lại. Để group thì các bạn sẽ dùng cái phím tắt là Shift cộng Alt cộng cái mũi tên sang bên tay phải. Đó, thì nó sẽ tự group lại. Ok. Quay trở lại cái tiện ích tính khối lượng thì ở đây mình sẽ có lần lượt là bê tông nót này, ván khuôn bê tông nót, ván khuôn móng, ván khuôn cổ cột, ván khuôn cột, ván khuôn đà kiềng, dầm, sàn. Và tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có công tác xây. Từ công tác xây thì chúng ta sẽ chuyển sang được các công tác là chát tường này, chát má cửa đi này, chát má cửa sổ này, và sơn tường biên ngoài nhà và sơn tường trong nhà. Đó. Thì tùy vào cái ứng dụng của các bạn thì các bạn có thể phục vụ cho công tác của riêng mình. Ở trong cái video này thì mình sẽ gửi kèm các bạn cái file ví dụ này lên để các bạn có thể xem cái công thức đang tính toán của cái file này nó như thế nào. Và chúng ta sẽ ứng dụng dựa vào cái file này và sẽ diễn giải cái công thức nó tương ứng như này để cho các công thức của chúng ta trong cái này, các cái công tác này nó được chính xác. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.